Xin chào các bạn, Grand Marina Sài Gòn là khu phức hợp quy mô lớn với chức năng nhà ở, văn phòng và thương mại, dịch vụ. Dự án được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn bất động sản danh tiếng tại Việt Nam, Mastery Home. Dự án Grand Marina Sài Gòn tọa lạc tại vị trí đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là vị trí mặt tiền xà mứt và nằm ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm 2. Vị trí dự án còn được coi là mảnh đất vàng của khu vực và có một mặt giáp sông Sài Gòn có view hướng sang Thủ Thiêm rất đẹp, đồng thời là vị trí trung tâm tại khu đô thị Ba Son, vì vậy dự án được hưởng rất nhiều tiện ích đẳng cấp đắt giá xung quanh. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị mang đậm chất lượng quốc tế 5 sao, kiến tạo nên ngôi nhà hoàn mỹ cho mọi gia đình Việt. Với quy mô dự án là 10 hectare, Grand Marina Sài Gòn sẽ xây dựng 8 tòa tháp cao tầng. Tổng thể dự án được chia thành hai bộ sưu tập chính là The Legacy Collection và The Rye Collection. The Legacy Collection gồm 5 tòa tháp. The Rye Collection gồm 3 tòa tháp, với chiều cao từ 36 tầng đến 47 tầng và riêng một tòa trung tâm thương mại cao đến 60 tầng. Grand Marina Sài Gòn quận 1 có mật độ xây dựng là 45,9%, nên gần gũi với môi trường tạo nên cuộc sống trong lành tự nhiên. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2024. Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo thêm cảnh quan cho đô thị trung tâm thành phố thêm phần khang trang và hiện đại.